Tập 25. Sao anh lại đến đây? Tôi ở ngoài cửa muốn nhìn thấy dáng vẻ anh hai kết hôn. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lâu quá anh hai vẫn chưa ra? Tối qua người nói quen với Sĩ Văn chính là Cao Chính Đức. Anh ta xuất hiện rồi. Anh ta nói hôm nay Sĩ Văn sẽ đi Hồng Kông, cho nên anh ta kéo anh hai đến bến cảng để tìm anh Sĩ Văn. Không thể nào, anh hai uổng công rồi. Sao anh chắc chắn như vậy? Chỉ là trực giác thôi. Như vậy đi, tôi tới bến cảng đưa anh hai về. Cô bảo mọi người đợi thêm một lát. Vậy thì làm phiền anh. Chào cậu, thật ngại quá. Là thế này, sao lại là anh nữa? Có chuyện gì vậy? Tôi muốn kiểm tra danh sách khởi hành. Có người tên Lưu Sĩ Văn không? Được rồi, anh kiểm tra đi. Nếu không, anh lại bám lấy tôi nữa. Cảm ơn cậu. Anh nói tên là gì? Lưu Sĩ Văn. Lưu trong họ Lưu, Sĩ của thân Sĩ, Văn của văn chương. Lưu Sĩ Văn, đúng là có người này. Ngồi tàu hiệu Kim Điểu đến Hồng Kông rồi. Cảm ơn cậu. May quá cậu ấy tới thật rồi. Nếu không uổng công anh một chuyến nữa rồi. Đúng vậy. Chỉ cần em ấy có trong danh sách khởi hành thì sẽ kịp đến bến cảng trước khi tàu dậy. Chúng ta cứ chờ là được. Được, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Sĩ Văn, lão giác tôi. Anh hai, sao anh vẫn còn ở đây? Anh mau về cưới Lâm Thái Mai đi. Tôi sắp gặp được em trai của tôi rồi. Trước khi gặp được em ấy, tôi tuyệt đối không đi đâu hết. Chuyện này không thể nào. Anh chờ cũng uổng công thôi. Anh muốn bị gạt lần nữa sao? Cậu thì hiểu cái gì? Anh Cao không được khỏe, anh ta vượt ngàn dặm xa xôi tới đây giúp tôi. Cậu lại có thể nói anh ta gạt tôi? Cậu không thể nói như vậy rất bất lịch sự hay sao? Anh Cao, anh chắc chắn quen Lưu Sĩ Văn hay sao? Đúng vậy, cậu ấy là người hạ môn, còn rất trẻ, gần bằng tuổi cậu, chắc sẽ không sai đâu. Hơn nữa chúng tôi đã đến quản lý cảng xác nhận thực sự có tên Sĩ Văn. Đến nào quản lý cảng không gạt người hay sao? Tôi dám chắc là giống tên giống họ thôi. Họ không phải là cùng một người. Tôi nói cậu biết, không chỉ cùng họ cùng tên mà cùng quê quán, cùng độ tuổi. Có chuyện trùng hợp vậy sao? Nó tuyệt đối là em trai của tôi. Tuyệt đối là Sĩ Văn em trai tôi. Tôi dám chắc là không phải đó. Cậu dựa vào đâu mà khẳng định nó không phải? Tôi chắc chắn là không phải mà. Anh không cần quan tâm nhiều. Bây giờ nên đến nhà họ Lâm rước dâu. Anh đừng có lỡ mất cuộc hôn nhân tốt đẹp này. Đừng để Lâm Thái Mai uổng công đợi chờ. Con người cậu đúng là kỳ lạ quá. Chuyện này có liên quan gì đến cậu? Sao cậu cứ nhúng tay vào vậy? Tôi không thèm nói với anh nữa. Đi, theo tôi tới nhà họ Lâm. Tôi không đi, đi. Tôi không đi, đừng như vậy, cậu đầy bỏ ra đi. Cậu dựa vào đâu ngăn cản tôi gặp em trai của mình? Tôi nói cho cậu biết, tôi có chết cũng phải gặp nó. Tôi sẽ xin Thái Mai tha thứ. Cho dù cô ấy không tha thứ cho tôi cũng sẽ không hối hận. Bởi vì tôi nhất định phải gặp được Sĩ Văn. Bởi vì nó là anh em của tôi. Nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi nữa. Anh là một tên ngốc mà. Em trai của anh không đáng để cho anh làm như vậy đâu. Năm đó cậu ta đi mất là lỗi của cậu ta. Nên sớm xem cậu ta đã chết. Anh lo mà sống tốt đi. Tôi nói cho cậu biết, không được nói em trai của tôi chết. Này, Đừng đánh nữa mà. Hai anh đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đánh nữa là cảnh sát tới bắt hết chúng ta đi. Thì không gặp được Lưu Sĩ Văn nữa. Anh về với tôi. Không thể nào. Được.
Anh đừng ép tôi, gọi người áp giải anh đi. Tùy cậu vậy. Anh Cao, chúng ta hãy tiếp tục tìm Sĩ Giang. Đừng để ý tên điên này. Được. Chị Thế Mai, xin lỗi chị, anh của em đã lỡ hẹn. Thật sự xin lỗi chị Thái Mai. Thái Mai, nó muốn đợi em trai của nó, bác có thể thông cảm. Nó tới trễ bác cũng có thể chấp nhận, nhưng mà nó tới trễ như vậy thật quá đáng. Toàn bộ quan khách đều không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết lễ cưới không thành. Mặt mũi Thái Mai để ở đâu nữa? Bác Lâm, cô thật sự xin lỗi. Lưu Sĩ Kiệt xem nhẹ Thái Mai như vậy, bác không thể giao con gái cho nó được. Bác không thể để cho Thái Mai giống như mẹ của nó được. Bác cần là một chàng rể có thể đặt Thái Mai ở vị trí đầu tiên. Lưu Sĩ Giang, Lưu Sĩ Giang, đến đây, đến đây. Anh Cao, anh cũng ở Đài Loan sao? Đúng vậy, trùng hợp vậy, đúng vậy. Cậu ta chính là Lưu Sĩ Giang. Cậu ta là Lưu Sĩ Giang, đúng vậy. Cậu tên Lưu Sĩ Giang, quê ở Hạ Môn. Các người có chuyện gì vậy? Nhận lầm người rồi đúng không? Không phải cậu ta hay sao? Có phải cậu có anh chị em thất lạc hay không? Có đó, thất lạc một em trai. Chỉ vì tình hình lúc đó hỗn loạn, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Chúc nhà cậu sớm ngày đoàn tụ. Ngồi xe của tôi tới nhà họ Lâm đi. Tôi nghĩ Lâm Thái Mai nhất định đang chờ anh. Tôi không tìm được em trai tôi. Sao lại như vậy? Cho người nhà tôi đoàn tụ thật sự khó đến vậy sao? Cho dù gia đình của anh không thể đoàn tụ, cho dù anh mãi không tìm được em trai em gái anh, nhưng mà có một người đang đợi anh. Anh có nhiệm vụ cho cô ấy một gia đình trọn vẹn. Anh hai, đừng làm chuyện khiến cho bản thân phải hối hận nữa. Bỏ lỡ Lâm Thái Mai, anh sẽ hối hận cả đời đó. Đây, ăn chút đồ trước đi. Đây là đích thân tôi làm đấy. Đã trễ vậy rồi, sao Sĩ Kiệt còn chưa tới? Thái Mai, đừng có chờ nó nữa. Là các con không có duyên phận. Nhưng mà con yên tâm, ba nhất định tìm cho con một đối tượng tốt hơn. Sĩ Kiệt về rồi, Sĩ Kiệt về rồi. Sĩ Kiệt về rồi. Anh Tam Lan quay về rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Về rồi thì tốt, sao hai người bị thương vậy? Anh lôi anh ta về nên đánh nhau một trận.
Anh cương quyết đợi người. Kết quả gặp được anh Tư tôi không? Gặp rồi, nhưng chỉ là giống họ, giống tên. Ông chủ Lâm, không cần nói gì nữa. Cậu ta xem con gái của tôi là ai? Cậu ta có thể vì chuyện cậu ấy cho là quan trọng, bỏ mặt Thái Mai trong lễ cưới không lo. Tương lai nhất định sẽ xem nhẹ cảm nhận của Thái Mai. Tôi không thể gả con gái cho một người vô trách nhiệm như vậy. Thái Mai, để em chờ lâu. Anh xin lỗi. Ông chủ Lâm, phải, bác nói đúng. Con không nên cố chấp như vậy. Chỉ vì muốn tìm được em trai sĩ văn của mình mà mê muội đầu óc, không chịu chấp nhận thỏa hiệp, đúng là có chút ngu ngốc. Nhưng chỉ cần nghĩ tới em trai, em gái của tôi, nghĩ tới nguyện vọng trước khi chết của bà nội, thì tôi thật sự không thể nào bỏ mặc không lo. Đúng vậy, em trai, em gái tôi ở trong lòng của tôi là quan trọng nhất. Có thể đặt Thái Mai vị trí đầu tiên hay không, tôi thật sự không xác định được. Thái Mai, lời của ông chủ Lâm thật sự đã nhắc nhở anh. Anh không có tư cách để làm chồng của em. Anh xin lỗi. Nếu như em thật sự muốn hủy bỏ hôn ước, anh không có gì để nói. Xin lỗi chị Thái Mai. Em biết bây giờ có nói gì cũng không bù đắp được tổn thương trong lòng của chị. Nhưng em thật sự muốn nói một tiếng xin lỗi chị Thái Mai. Xin lỗi, anh đi đây. Anh đi rồi mới là có lỗi với em đó. Em không quan tâm. Em xếp thứ mấy trong lòng của anh? Bởi vì tình yêu và tình thân vốn không thể nào so sánh được. Anh yêu thương người nhà như vậy, Vậy thì em càng muốn làm người nhà của anh hơn. Bởi vì em biết anh cũng sẽ trân trọng và quan tâm em như vậy. Đúng là hôm nay em thực sự rất buồn. Nhưng em buồn không phải vì anh đến trễ. Thực ra chỉ cần anh tới thì em đã rất vui, đã mãn nguyện rồi. Em buồn là gì? Anh không tìm được em trai của anh. Tuy là em vẫn chưa gặp sĩ văn, nhưng cậu ta là em trai của anh. Vậy thì cậu ấy chẳng khác nào em trai của em. Em cũng mong đợi giống như anh, mong đợi có thể mau chóng gặp được cậu ta. Hôn lễ chỉ lùi lại mấy tiếng,
Nhưng không sao hết, bởi vì trong cuộc sống sau này của chúng ta còn có mấy chục ngàn tiếng. Anh và em trai, em gái của anh đã thất lạc nhau hơn 10 năm. Hôm nay em đợi có mấy tiếng thì có đáng là gì? Thay mày, Sĩ Kiệt, chỉ cần anh chịu chấp nhận em thì em vẫn sẽ gả cho anh. Thái Mai đó, nhất định cùng chị ấy sống đến đầu bạc răng long. Bởi vì có như vậy em mới có thể yên tâm. Sau này cho dù em có ở bên cạnh anh hay không thì cũng sẽ có người có thể giúp đỡ, nương tựa lẫn nhau. Ba, Thái Mai, nếu con đã suy nghĩ kỹ thì ba không có ý kiến. Nhưng chuyện Sĩ Kiệt tới trễ, đám cưới xong, ba sẽ tìm cậu ta tính sổ. Ông xem, tốt quá, tốt quá đi. Hôm nay con gái xuất giá, tuy lễ cưới không được như ý, nhưng mà ba cứ yên tâm, con gái nhất định sẽ hạnh phúc. Đứng dậy nào. Nào nào nào, đứng dậy, mau đứng dậy đi. Đây, đương nhiên ba yên tâm, hai đứa vẫn sống ở đây. Ba sẽ để ý đến hai đứa mỗi ngày đó. Sĩ Kiệt, dám để con không hạnh phúc, ba sẽ không tha cho nó. Cô dâu chú rể cuối cùng cũng xong lễ cưới rồi. Hôn lễ này đúng là vừa tân thời vừa hiện đại. Lão Bạc tôi e là chỉ có thỏa nguyện trong mơ thôi. Có mơ mới là đẹp nhất. Tiệc rượu chuẩn bị xong rồi, mọi người mau qua đó ngồi đi. Nhiều món ngon lắm. Được, xin mời. Đi thôi, đi thôi. Đi đi đi, đi thôi. Mọi người ăn nhiệt tình đó. Nào mời, đi. Cẩn thận, cảm ơn thiếm Dương. Nào mời ông. Á Bình, sao sắc mặt của em kém vậy? Không có gì chứ? Không sao đâu. Lát nữa em về nghỉ ngơi sớm đi, lúc này không được mệt mỏi quá. Đi thôi.
Anh, cuối cùng anh cũng đám cưới xong. Em rất vui. Như vậy, cho dù em đi rồi, cũng còn chị Thái Mai ở bên cạnh anh. Em chịu đựng tới ngày hôm nay là để anh không vì chuyện của em mà ảnh hưởng tới đám cưới, làm đám cưới không thành. Chị Thái Mai thấu hiểu anh, em rất yên tâm. Sau khi em đi, em biết anh sẽ rất buồn, nhưng mà không sao. Có người có thể an ủi anh, cho anh sức mạnh để sống tiếp. Xin lỗi anh hai, em có lỗi với anh. Em đã hủy hoại cuộc đời mình. Phía trước không còn đường để đi. Em chỉ có thể chọn cách này, chạy trốn những tủi nhục đau khổ. Hẹn kiếp sau gặp lại. Anh hai kết hôn rồi, người em trai như mình lại không thể chúc mừng anh ấy. Mình chỉ có thể làm là cố gắng đưa Á Bình quay về con đường đúng đắn, không để cho em ấy rơi vào bể tội lỗi nữa. Á Bình, Á Bình, sao lại khờ như vậy? Mau tỉnh lại, Á Bình, tỉnh lại đi. Người đâu, có ai không? Á Bình,
Ai vậy? Ai là lối ông sùm vậy? Á Bình, lão bạc, tôi đưa Á Bình đến bệnh viện. Chúng mau báo cho anh hai đi. Được, 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 được. Cậu cẩn thận đó. Vậy đâu? Vậy đâu rồi? Em gái tôi sao rồi? Nó không sao chứ? Vết thương của cô ấy đã được bay lại, không có gì đáng ngại nữa. Nhưng tinh thần vẫn rất kích động, cố gắng đừng kích động cô ấy. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Sĩ Kiệt, Sĩ Kiệt à, anh nhớ, lát vào đó anh đừng kích động Á Bình. Em ấy làm như vậy chắc chắn có nguyên nhân gì đó. Anh nhất định đừng mắng em ấy. Có chuyện gì từ từ nói có được không? Anh biết rồi, em yên tâm đi. Bà sao vậy? Sao giống như trộm vậy? Làm gì có? Đừng có nói lung tung. Lẽ nào bà đã biết vì sao Á Bình tự sát, có phải hay không? Con bé Á Bình đó, chuyện gì cũng giữ trong lòng không nói. Tôi lại đâu phải là run ở trong bụng của nó, làm sao tôi biết được? Vậy sao bà cứ lén la lén lút vậy? Bà biết Á Bình vì sao xảy ra chuyện thì mau nói ra đi. Nếu không làm sao mà chúng ta giúp nó được? Các người làm sao giúp? Phụ nữ đánh mất danh tiếng, mất thì đã mất, giúp sao đây? Tôi chỉ là đoán bừa thôi. Á Bình nó không chịu thừa nhận. Tôi đâu có biết nó có thất thân hay không. Thất thân là ai? Bà nói đi. Bà làm cái gì vậy hả? Tôi không biết. Á Bình, tại sao em lại khờ quá vậy? Sao em không biết trân trọng mạng sống của mình? Em như vậy mọi người sẽ rất buồn đó. Á Bình, em nói đi. Tại sao em lại làm chuyện khờ dại như vậy? Có chuyện gì không thể nói được mà phải khiến cho mọi người đau lòng như vậy hả? Em nói đi chứ. Được rồi mà, không phải em đánh bạn cũng không cần hay sao? Có chuyện gì không dám nói hả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ cần em nói ra, anh hai sẽ giải quyết cho em ngay. Anh kêu em nói. Nói đi bà. Được rồi, anh đừng như vậy. Anh hai, em ấy không chịu nổi đâu. Lão Mạc, khốn nạn. Lão Mạc, chuyện này. Lão Mạc, lão Mạc, khốn nạn. Ông đánh chết tên khốn nạn mày. Lão Mạc, cậu hại nó thất thân, làm xong bỏ chạy, có đúng hay không? Cậu hại nó tự sát. Đồ khốn nạn. Không phải tôi. Cậu còn nói. Lão Mạc à, các người đừng cãi nhau nữa mà. Các người cứu em làm gì? Quan tâm tới em làm gì? Em chỉ muốn chết đi. Em chết rồi thì không còn phiền não nữa. Tại sao mọi người phải quan tâm em? Em không muốn sống nữa mà. Anh hai, Sĩ Kiệt, em không có tư cách đòi chết. Em nghĩ bạn của em là của riêng em hay sao? Không phải. Bạn của em là ba mẹ cho em. Em không có tư cách chọn cách kết liễu đời mình. Nếu tới điều này em cũng không hiểu, vậy thì em ăn học vô ích rồi. Đúng vậy. Em không xứng làm người. Em không xứng được ăn học. Cho nên em sớm đã nghỉ học rồi. Không tin các anh đi hỏi đi. Em hết cách rồi. Á Bình, tại sao em lại làm như vậy hả? Tại sao em? Cậu sớm đã biết rồi đúng không? Cậu dụ Á Bình đi ca hát. Cậu xúi dục nó nghỉ học. Cậu khác nào quỷ quậy tương lai của Á Bình. Tôi hỏi cậu, nhà chúng tôi có thù gì với cậu? Tại sao cậu lại hại em gái tôi? Cậu nói đi, tại sao lại làm hại em gái của tôi? Tôi được rồi. Được rồi mà. Á Bình, cho dù em tạm nghỉ học, chuyện đó cũng đâu có gì đâu.
Em có cơ hội sẽ đi học lại được mà. Mất hết rồi. Em làm chuyện khờ dại nhất định còn có nguyên nhân khác. Em nói rõ ràng đi có được không? Em nói ra đi mà. Chỉ cần em chịu nói ra, mọi người tình nguyện nghĩ cách giải quyết cho em. Em mau nói đi. Ái Bình, tại sao em lại không chịu nói ra nguyên nhân em làm như vậy chứ? Anh hai có thể giúp em giải quyết. Không được đâu. Cho dù khó khăn lớn hơn nữa, anh hai xin em, em đừng dùng cách này làm cho anh đau lòng nữa, được không? Nếu như em thực sự ra đi, em nói anh hai làm sao đối mặt với linh hồn, ba mẹ, cả bà nội ở trên trời đây. Em muốn ép anh hai đi cùng với em hay sao? Tương lai nếu tìm được sĩ văn á kỳ sĩ qua, em muốn anh hai ăn nói thế nào với chúng? Anh bảo vệ chăm sóc Á Bình như thế nào mà để nó tiến tuổi đã đi vào ngõ cụt? Em nói đi có được không? Anh đúng là vô dụng. Là anh chăm sóc Á Bình không tốt. Anh đúng là vô dụng. Anh đáng chết. Anh đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Anh hai. Anh hai. Anh đừng như vậy. Anh đáng chết. Sĩ Kiệt, buông tôi ra. Sĩ Kiệt, anh bình tĩnh lại đi. Không phải là lỗi của anh. Lỗi của em là em không tốt. Là em quá ngu ngốc nên mới hủy hoại cả cuộc đời của mình. Thật ra em đã sớm muốn tự sát rồi. Nhưng mà em sợ anh cô đơn. Cho nên em luôn đợi. Em cứ đợi, cứ đợi. Đợi anh và chị Thái Mai kết hôn. Bởi vì chỉ có như vậy, hai người mới có thể giúp đỡ lẫn nhau. Anh mới có thể chấp nhận sự thật em đã ra đi. Nhưng mà tại sao mọi người lại cứu em? Các người như vậy càng làm cho em đau khổ hơn thôi. Hiện giờ em đã không còn can đảm để sống tiếp nữa. Em cầu xin mọi người, cầu xin mọi người, hãy cho em một chút tự do đi. Cho em cơ hội một lần lựa chọn, có được không? Em cầu xin mọi người, không thể được. Em không thể chọn cách kết liễu cuộc đời. Á Bình, nếu như em thực sự muốn chọn đi vào ngõ cụt, thì anh hai đi cùng với em. Sĩ Kiệt, Sĩ Kiệt, sao cậu lại nói lời ngốc nghếch như vậy? Đúng đó. Á Bình à, con đừng có kích động nữa mà. Bình tĩnh mấy ngày sẽ được giải quyết mà. Đúng vậy, có được không? Á Bình, tại sao em lại nói ra những lời như vậy hả? Chị cũng từng mất đi người thân. Chị có thể hiểu được cảm nhận hiện giờ của anh hai em. Người thân tự sát với người còn sống mà nói, đó là nỗi đau cả đời. Em có biết hay không? Cho nên em không thể ích kỷ như vậy. Anh hai em cực khổ nuôi em khôn lớn, em không thể bỏ mặc cảm nhận của anh ấy được. Anh à, Á Bình, em hãy từ từ suy nghĩ đi. Em hãy suy nghĩ thật kỹ. Để em suy nghĩ kỹ rồi, chỉ cần em chịu nói ra, mọi người đều sẽ sẵn sàng nghe em nói. Có được không? Em hãy suy nghĩ cho kỹ đi mà.
Anh hai, Sĩ Kiệt, Sĩ Kiệt, anh, Sĩ Kiệt. A Bình, anh hai cực khổ nuôi em khôn lớn. Thời gian lâu như vậy, xin em vì anh hai suy nghĩ lại được không? Anh hai xin em đó. A Bình, anh, A Bình, anh à, anh hai xin em, anh ơi, ông trời ơi, A Bình, nào cẩn thận, cẩn thận. Sĩ Kiệt, được rồi, đừng buồn nữa. Để tâm trạng Á Bình ổn định, có chuyện gì chúng ta từ từ hỏi em ấy là được rồi. Sao anh lại hoàn toàn không chú ý tới tâm trạng của Á Bình? Em ấy gặp phải trở ngại gì? Sao muốn đi vào ngõ cụt chứ? Là do anh không quan tâm em ấy mới dẫn tới kết quả này. Thôi cậu đừng có tự trách mình. Đợi tôi bắt được tên lừa gạt tình cảm của Á Bình, tôi sẽ đánh hắn một trận te tua. Tôi bắt hắn phải chịu trách nhiệm đến cùng. Sao giống như bọn giết vậy? Suốt ngày chỉ muốn đánh người thôi. Ông xem cái tướng nhỏ của ông kìa, người ta bố về một cái là ông đã ngã rồi. Tôi, anh thấy Á Bình thật sự không phải loại người bị thất tình thì tuyệt vọng tự sát. Tính của nó rất mạnh mẽ, nhất định là có nguyên nhân khác. Các anh đều là đàn ông, chắc có chuyện gì đó em ấy không tiện nói ra. Hiện giờ em là chị dâu, cũng như chị của em ấy. Hay là thế này đi, em thấy, để em đi hỏi thăm xem sao. Thái Mai, nếu cô hỏi được thì tốt quá. Một lát tôi về chuẩn bị ít đồ bổ, bồi bổ cho Á Bình. Thiêm Dương, cảm ơn Thiêm. Sĩ Kiệt, cậu có chuyện gì cần tôi, có việc dặn dò tôi, không thành vấn đề. Hai người quan tâm chúng tôi như vậy, tôi đã rất cảm động rồi. Chuyện này, Á Bình còn trẻ không hiểu chuyện, mong là sau khi trải qua chuyện này, con bé có thể thông suốt. Chúng ta về thôi, đi thôi, đi. Sao bà nói tôi giống con bỏ giết hả? Ông giống là vậy mà, tôi có sức mạnh đó, thiệt tình. Tôi không ngờ cô lại làm chuyện dại dột như vậy. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Làm sao mà giải quyết được? Đợi bụng của em lớn lên, tất cả mọi người đều chỉ vào mặt của em sẽ trở thành trò cười của mọi người. Đứa trẻ ra đời phải làm sao? Lẽ nào để nó thành đứa con quan? Giấy chứng minh của nó mãi mãi sẽ ghi là không rõ cha ruột. Đứa trẻ như vậy định sẵn bị người khác coi thường cả đời, đến cả cơ hội sinh tồn cũng không có. Một mình em chết không sao, em không thể nào liên lụy đến đời sau. Cô bi quan quá rồi. Tôi nói tôi sẽ có cách. Cô làm như vậy chỉ khiến cho anh hai đau lòng thôi. Anh hai mới vừa kết hôn, vốn dĩ nên được vui vẻ, cô lại hại anh ấy tân hôn lại tràn đầy đau khổ.
Cô không nghĩ cô làm như vậy là quá ích kỷ hay sao? Em không biết, em không biết phải làm sao hết. Cái thai đã sắp 3 tháng rồi, sắp không thể giấu được nữa. Mỗi ngày em tự nhìn mình, em nơm nớp lo sợ, em chết đi cho nhẹ nhàng hơn. A Bình à, con Tiêm Dương, thì ra con có thai rồi. Tiêm Dương, nhất định không được để anh con biết chuyện này. Nhất định không được để cho anh con biết. Cô xin thím đó Tiêm Dương. Sao lại như vậy hả? Trong bụng của con hiện giờ có em bé, phải làm sao đây? Mà đó cũng là một sinh mạng mà. A Bình, cách duy nhất hiện giờ là cô biến mất một thời gian đi. Tôi sẽ tìm cho cô một chỗ ở tốt, sắp xếp người đến chăm sóc cho cô. Đợi sau khi cô sinh xong thì chúng ta tính tiếp. Kim thiếu gia, cậu lại tính toán như vậy cho Á Bình? Đứa bé có phải của cậu không? Thím nói linh tinh gì vậy? Đứa bé này không phải của tôi. Thím Dương, đừng hiểu lầm anh ấy. Đứa bé này thật sự không phải của anh ấy. Con chỉ trải qua với một người, chính là 8 phần là La Minh rồi. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. Á Bình, chuyện đã xảy ra nên giải quyết thì phải giải quyết. Tôi tìm cho cô nơi không ai biết để sinh con. Đợi cô sinh xong thì tôi sẽ tìm lối thoát cho cô. Phía anh hai cô nói cô đã ký hợp đồng với Kim Quốc, phải đi đào tạo đặc biệt nửa năm nên mới không từ mà biệt.